Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay em giới thiệu tiếp cho anh em một chiếc âm ly bãi karaoke. Echo của nó siêu ngọt luôn, cực kỳ ngọt luôn. Ngày xưa anh em chơi cái dòng 203N của Hàn Quốc nó ngọt như thế nào thì con này nó ngọt còn hơn như thế luôn. Nghe rất sướng. Đấy. Con này nó là hàng nội địa Trung Quốc anh em nhé. Hàng nội địa Trung ương Trung Quốc. Nó không có ở thị trường các nước khác. Hàng rất ngon luôn. Nguồn của nó nguồn xuyến 8 sò và 8 tụ. Hình thức của nó thì không được đẹp lắm, tại vì lâu rồi nên là nó ảnh hưởng của môi trường bên ngoài này, có ảnh hưởng môi trường nên là nó có dỉ vài chỗ. Đấy, còn đâu nắp lưng thì khá là đẹp nhá. Đấy, đây những cái chỗ mà nó chóc sơn này nó dỉ ra đây này, đây anh em nhìn này. Đấy, chóc sơn là nó dỉ ra nhá. Đấy, chóc sơn nó dỉ ra như thế này, nhìn gần thì sẽ thấy, nhìn xa thì gần như là không thấy, nhìn xa thì vẫn rất là đẹp nhá. Nói chung là nó có hao mòn thì giá nó mới rẻ được. Nói không với hàng nhái anh em nhé. Bây giờ đầu tiên em sẽ giới thiệu trước cho anh em. Đây là volume tổng của nó này, Master Voice volume tổng. Đây là chỉnh music, volume chỉnh music. Ở đây nhé. Đây là volume tổng, còn đây là volume music. Đấy. Đây, chỉnh cả hai này là của music nhé. Hai là dài cao này. Kép của nó rất êm, nó không hề chói như bị âm ly tờ luôn nhé. Âm ly nhái, nói thẳng luôn âm ly nhái thì nó sẽ nghe tiếng rất là chói, nhưng con này không hề chói, tiếng cực kỳ êm luôn. Anh em có vít cái tép này hết cỡ lên, tiếng rất là êm bay. Anh em nghe nhạc hay hát karaoke đều hay cả, không hề chói, nghe không biết chán. Dùng những dòng âm ly này nghe là không chán nhé. Đây, cái lao này chỉnh trầm này, hai này chỉnh tép, ba lăng trái phải. Đấy, music cầu A cầu B vào ở đây. Đấy. Còn đây bên này. Đây, đây là vang nhại anh em chỉnh ở đây nhá. Repeat là lặp lại này, cái delay. Delay là kéo dài. Đây là chỉnh 2, chỉnh loud này. Chỉnh 2 là chỉnh cái vang cao này, loud là chỉnh cái vang trầm này. Đấy, voice. Voice này là voice của Echo anh em nhé. Voice của Echo ở đây. Đấy. Còn đây là voice mic 1, đây là voice mic 2. Còn đây là phần chỉnh loud, chỉnh mid và chỉnh 2 của cả hai cái mic này luôn. Đấy. Đây để em chỉnh cái anh em nghe cảm nhận thử nhá. Alo. 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 Đấy, khi mà mình chỉnh bình thường là như thế. Còn cái repeat này cho lên này. Alo. Alo. Đấy, nó ngắn đi. Còn ra đằng này nó lại dài ra anh em nghe nhé. Alo, 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 alo. Đấy, nó lặp lại nhiều hơn. Đấy. Tiếp đến phần delay này, delay này. Em vít lên hết cỡ nhá. Alo, 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 alo. Đấy. Cái delay này rất là dài luôn. Nói chung là chỉnh rất là hay và ngọt nếu mà anh em chỉnh. Chỉnh con này anh em nếu không biết chỉnh cứ để mức 12 giờ anh em hát karaoke là thoải mái luôn. Con này karaoke gia đình ngon luôn. Đấy. À đây, thử lên trên mic 1 này cho anh em nữa nha. Alo. 1 1 1 2. Đấy, ngon hết nhá anh em nhá. Nó là hàng trung ương. Nó khá là ngon. Và nhìn cái âm ly nó khôn, cầm nắm nó rất là chắc chắn. Đấy, em đã tháo sẵn cái nắp, bây giờ là tiếp đến cho anh em xem cái nội thất của nó nha. Để em rút cái dây mic này ra đã, để tí nữa quay đằng sau giao tiếp. Đây. Từ em tắt nguồn đi, còn nhỡ chọc cái hỏng mất cái âm ly mà. Lãi được 100.000 đi cái âm ly thì bỏ mẹ. Wow, anh em thấy chưa? Nhìn đã con mắt chưa? Đấy, một quả nguồn xuyến ở đây nhá, nguồn xuyến luôn nhá. Đây,
Đây mệnh echo của nó này, anh em nhìn linh kiện sướng chưa? Đấy, linh kiện của Nhật nó như thế nào? Linh kiện các cái hãng của Nhật mà ngày xưa ấy chỉ dùng lương nguyên linh kiện cao cấp thôi. Và đến đợt con nội địa của Trung Quốc này, con này nó sản xuất ra năm khoảng 1995 anh em nhé, 1993 đến khoảng 1995. À đâu, con này 1995 chứ không phải 1993, khoảng 1995. Đấy, chất lượng linh kiện ngày xưa của nó nhìn sướng không? Anh em nhìn nhé. Đấy, dây dợ và linh kiện của nó đều hàng ngon hết. Đây, anh em nhìn. Đấy, những con trở này, nhìn rất là sướng mắt, to đùng luôn. Đấy, quận cảm, dơ le. Đấy, con này chơi khoảng 2, 4, 6, 8 con tụ lọc nguồn ở đây nhé. 8 con tụ lọc nguồn. Đấy, thay vì nó chơi 2 con tụ lọc nguồn mà to to như bình thường, thì nó chơi 8 con tụ lọc nguồn tản ra, nó hiệu quả hơn nhiều so với 2 con tụ lọc nguồn bình thường. Anh em nhé. Đây, 8 sò của nó zin đét và nguyên bản 100%. Đấy, tuy bên ngoài nó có rỉ vài chỗ, do vậy sức sơn thì nó có rỉ vài chỗ, nhưng bên trong thì anh em nhìn đấy, nó rất là đẹp luôn và cao cấp. Đấy, nhìn cái dạng linh kiện rất sướng nhé. Riêng những con này có hỏng hóc gì ấy, sau này mà dùng nó có hỏng hóc gì ấy, đem cho thợ người ta sửa người ta rất thích. Thích vì nó zin và nó toàn đồ ngon. Đấy, không như mấy con âm linh nhái anh em nhé. Hàng nhái từ 2003 là bây giờ anh em nhìn cái vỉ mạch của nó phách khiếp luôn. Mà những con 2003 phách bên nhái bây giờ ấy, anh em mua mới của nó chỉ được khoảng 1 năm là vứt, hỏng hết cái nọ đến cái kia luôn, vì linh kiện nó đều. Mà nó cũng hơn 1 triệu bạc rồi, 1 triệu tư, 1 triệu năm rồi. Đấy. Mà con này tí em thanh lý cho anh em ấy, cũng chỉ tầm đấy thôi, rất là rẻ. Nhưng mà lại ngon hơn nhiều. 8 sò nhé, 8 sò nguồn xuyến. Đấy, đây anh em nhìn cái hệ thống bảo vệ của nó này. Đây. Một, hai con dơ le này chưa nói nhé, con dơ le bảo vệ này chưa nói nhé. Đây, nó đến một cái cầu chì này, hai cái cầu chì này, ba cái cầu chì này, bốn cầu chì này. Đấy, thêm con trở bảo vệ loa đây nữa này. Đấy. Đây, tiếp đến bên này nữa này. Một cái cầu chì nữa này. Và một dạng các con trở sứ chỉnh loa. Tiếp bây giờ sẽ quay ra phía đằng sau cho anh em xem nhé. Đấy, anh em tham khảo, anh em đừng có chê hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc chỉ đều với cái hàng gọi là hàng nhái thôi, còn một khi mà đã là hàng chuẩn trung ương Trung Quốc, anh em chơi chỉ có sướng trả ngược thôi, và giá cũng không hề rẻ nếu anh em mua mới nhé. Đây, em đang đánh cả 4 loa một lúc đây nhé. Đấy. Đây, em vừa ghép là một cặp cây bát 20 này, một con trầm bát 25 này ở đây, một con trầm hơi này nữa, và một cặp cây này, một cái cây này nữa. Đấy, tất cả là em đánh một đôi trầm và một đôi loa lời ở đây. Đôi này làm loa lời nhá, em vừa cho đôi này làm loa lời này. Đấy, loa lời vào cái dạng này, còn cái này em vừa đánh vào cặp trầm này. Đây, dây của nó vẫn ra đây, em vừa với đấu vào xong nhé. Đây, zin tét cả cái dây nguồn. Đấy, hàng xịn anh em nhìn cái dây nguồn nó cũng sướng chưa? Rất là cứng cáp nhá, chứ nó không phách như mấy cái dây vớ vẩn hàng mới bây giờ. Nhìn quả dây rất là sướng mắt luôn. Đấy, dây to đùng luôn. Con này nó mà đẹp xuất sắc đi thì nó bét cũng phải tầm 4 triệu anh em ạ. Nếu mà nói đẹp xuất sắc phải bét phải 4 triệu. Phía sau thì lại đẹp. Nó chỉ có bị những chỗ nào mà nó rước sơn ra thì nó mới bị rỉ thôi, còn những mà chỗ mà không rước sơn ra thì không rỉ. Đấy, cầu này là anh em làm đây nhá, em sẽ giới thiệu phía sau đây. Đây là cầu chữ U để anh em có thể đấu thêm lọc xì vào đây nhá. Anh em rút cái này ra và anh em có thể đấu lọc xì vào đây được. Ui, nó gắn chắc lắm. Ui, chắc cực kỳ luôn. Hàng ngon thì nó vẫn chắc thế này. Không nói mấy con lọc ngày xưa em bán mấy con 203 đời mới, cắm cái này nó lòng phạch ra. Đấy, rất là ngon. Đây hai đường vào của nó đây nhé. Đây là có cái đường line này để anh em có thể ra một bộ âm ly karaoke khác, một bộ dàn karaoke khác nhé. Hoặc anh em ra một cặp trầm điện nữa ở đây nhé. Đường ao này. Đấy. Còn đây main.
cái đường main chính này đặc tính của nó là nó cắm một cặp loa như bình thường anh em nhé, bao gồm một bát 30, một chung một tép như bình thường, như ví dụ như cặp BMB CS 2000 ấy, BMB 2000 đấy, gọi là BMB 2000 cho nó dễ. Mà bát 30 bốn con tép đấy anh em đóng vào một cặp vào đây quá ngon luôn. Thêm một cặp bát 20 hoặc 25 bên này để anh em lấy cái trợ lời nữa. Đặc tính của cái cầu này là nó để trợ lời anh em nhé. Đây, nó có một dạng tụ cản đây. Đấy, mấy con tụ này để nó cản, nó chỉ lấy nguyên giải lời thôi. Đấy. Đây là nguyên phần mạch lọc của cái phần loa lời đấy nhá. Nó chỉ lấy nguyên giải lời và giải tép thôi anh em nhé, riêng cái cầu này. Đấy, còn cầu này anh em có thể đánh một cặp trầm hơi này. Bát 25 30 hoặc anh em đóng một cặp loa karaoke bình thường vào cái cầu này như âm ly bình thường nhá. Đấy, con này em không thấy cái công suất đâu cả. Nó không như những con âm ly fake, những âm ly fake ấy. Đặc tính của những con âm ly fake ấy, nó ghi công suất rất là lớn luôn. Ghi lên trời luôn. Toàn 5 600 700W, 1000W. Đấy. Ví dụ như con 506 mà 8 sò ấy, nó ghi những 1060W hay sao nhỉ? Nói chung phải trên 1000W. Cái bọn 506 mà loại 8 sò thời bây giờ vậy. Đấy. Con này cũng 8 sò nhưng mà nó lại không thèm ghi công suất luôn. Mà đánh rất khỏe. Chơi hẳn nguyên xuyến luôn. Thực tế thì những cái mà càng nổ càng to thì lại càng không nguy hiểm. Cái im lặng chẳng nói như này nhưng mà nó lại rất là hầm hố. Con này ngoài thị trường nó không có anh em nhé. Anh em tìm ngoài thị trường vàng mắt không có đâu. Con này nó là hàng nội địa của Trung Quốc. Nó đi theo bãi, nó tuần về đây thì em có thôi. Chứ còn bình thường anh em săn không có đâu. Hàng nội địa trung ương của nó không tuần ra ngoài. Con này nó là hàng của Altai anh em nhé. Altai nó là công ty công nghệ của Trung Quốc, nó thành lập từ năm 1993 và bây giờ là nó chuyên sản xuất các cái máy máy ép hoặc là các cái loại máy mà máy cắt, máy mài, mấy cái máy in chuyên dùng ở thị trường nội địa của nó. Đấy, cái giá để anh em sở hữu con này, em thanh lý cho anh em cực kỳ yêu thương luôn, ngang ngửa một con âm ly tàu và mới bây giờ 1.800.000. 1.800.000 anh em nhé. Nói thẳng em nhập về con này là cả cước về đây là 1.600.000. Công mông má, lau chùi, test cho anh em. Rồi đóng xốp, gửi cho anh em nữa. Nó còn phải bảo hành, bảo tỏi về đến nhà cho anh em. Ví dụ như vận chuyển đi nửa đường mà nó ném, nó hỏng hóc hay là nó lỏng liếc cái gì đấy, về đến nơi nó chẳng chạy chẳng hạn. Thì em cái đấy em phải chịu trách nhiệm cho anh em rồi. Anh em gửi đi gửi lại, cái cước em phải chịu rồi. Đấy. Nên chỉ lời được 200.000 thôi, không bỏ gì cả. Nên là anh em mua hàng cứ là không mặc cả con này của em nhé. Không mặc cả, 1.800.000 thôi. Cước vận chuyển là khoảng 80.000. Nếu anh em gửi xa nhất là vào trong Cà Mau, Cần Thơ gì đấy thì chỉ đến 80.000 thôi. Cứ nói chung là 80.000. Anh em mua hàng thì chuyển khoản cho em 1.880.000 là đã bao gồm cước vận chuyển rồi anh em nhé. Đấy. Đấy là em tính cái trường hợp mà vận chuyển nó hỏng hóc thôi, nhưng mà cái tỷ lệ đấy nó chỉ giao vào khoảng 1% mà ít lắm. 2 năm em mới gặp một lần thôi. Tại vì thực tế khi mà đóng hàng đi em đóng cẩn thận lắm, em không có đóng sơ sài. Đóng xốp, đóng bên ngoài một lượt xốp rồi bên trong khi mình xử lý âm ly nhá, ví dụ như những cái cọng, những cái dạng chân loa nó lòi lên thế này ấy, em bắt buộc em phải đóng xốp cao hơn cái chân loa này nhá. Ví dụ nếu mà em đóng xốp thấp hơn chân loa thì mình ném tất cả cái chân loa này nó dồn ra ngoài, nó sẽ đóng vào trong này, nó ảnh hưởng. Đấy, em nói qua về cái cách em đóng là như thế cho anh em yên tâm. Bên ngoài một lớp xốp nữa, kể cả cái núm nút này nữa. Nếu mà anh em cứ để đây, bình thường những con này thì nó có cái tay ở đây để nó bảo vệ cái răng núm ấy rồi, nên là khi anh em khi vận chuyển nó yên tâm hơn. Nhưng mà em vẫn phải chèn xốp vào các cái re núm này cho nó cao hơn núm để đảm bảo khi mà có bị bưu điện họ ném úp cái mặt này xuống ấy thì cái núm nút nó không bị thúc ra ngoài, hoặc người ta còn ném cái gì lên cái thùng của mình thì nó cũng không thúc vào núm, không thúc vào cái núm này của em được. Đấy, như thế.
Rồi anh em mua hàng liên hệ với em theo số điện thoại 0965748574. Em có nhận ship hàng toàn quốc và bọc xốp cẩn thận cho anh em nhé. Ao tai anh em nhé. Logo của nó là bằng nhôm phay nhé. Bằng nhôm nguyên đấy, không nhôm nguyên khối đấy, R thực. Đấy. Nhìn nó khôn, những cái âm ly hàng chính hãng này nhìn nó khôn lắm, chứ nó không fake như mấy con âm ly tàu. Rồi chào anh em nhé.